Hôm đó, ở nhà giam anh phát hiện có một con gián. Đối với người có IQ cao như Morris mà nói, một con gián đại diện cho một tín hiệu vô cùng quan trọng. Nhà tù giờ cũng đã cũ lắm, bởi vì nó nằm giữa biển, không khí ẩm ướt lại thêm nước biển làm mòn xi măng, thành phần muối ăn mòn kim loại. Điều này đã tạo cơ hội cho anh đào lỗ, và bạn sẽ không nghĩ đến là tất cả những dụng cụ để đào lỗ là một cái bấm móng tay, mà cái này là do cai ngục trưởng. Lúc gọi Morris tới giao ai, anh đã lấy nó từ văn phòng lão ta, vốn dĩ có hai cái, anh lấy đi một cái. Có phải các bạn cũng hay làm rơi đồ bấm móng tay không? Ai rảnh đâu chú ý. Quả nhiên, chỉ dùng đồ bấm móng tay, anh đã dần đào được một cái lỗ. Anh đào trong đêm, còn bạn tù sẽ cảnh báo cho anh biết nếu cai ngục tới sẽ huýt sáo báo hiệu. Nhưng không lâu sau, đồ bấm móng tay liền không đào được nữa. Lúc ăn cơm liền nghĩ ra một cách, dùng muỗng, nhưng ăn cơm xong phải trả lại, làm sao đây? Anh đưa muỗng xuống, chà chà dưới gót chân, rồi trả lại nó cho cai ngục. Lúc trả, bạn tù tìm cách nói chuyện với cai ngục, phân tán sự chú ý. Kết quả, nhìn thì có vẻ Morris chỉ lấy được một cái muỗng, nhưng thực tế là hai cái. Có điều muỗng cũng chả đào được, phải đổi cái khác. Morris tiếp tục tìm cách, anh gặp một ông chú có tiền kim loại, đồng ý nhường cho ông 15 suất đồ ngọt để đổi lấy một góc đồng tiền. Sau đó thu thập một loạt các que diêm và bỏ chúng vào hộp, bẻ muỗng, bẻ bấm móng tay, mài một góc đồng tiền vỡ vụn, gắn nó lên giữa thân muỗng và đồ bấm móng tay dán lại, dùng diêm đốt chảy kim loại dính vào với nhau. Chớp mắt một dụng cụ để đào ngục thực thụ được hình thành, dùng cái này để đào tường, quả nhiên hiệu quả rất tốt. Một tiếng sau, cai ngục đến, mùi khét gần như không còn nữa. Morris đêm đục tường, sáng hút bụi bỏ vào túi, đi ra ngoài tham gia hoạt động thì len lén rải xuống đất, bức tường đào cũng được kha khá. Morris phát hiện tấm rào thép kia gỡ thế nào cũng không ra, được thôi, nghĩ cách khác vậy. Đến xưởng gỗ ở trong tù, anh phát hiện một cái vật chêm thật hoàn hảo, vấn đề duy nhất là hai bên của nó có gắn kim loại, nó sẽ bị phát hiện bởi máy dò kim loại. Nhưng IQ của Morris không phải để trưng, anh ta trực tiếp mang thứ này qua kiểm tra. Chuông cảnh báo kêu lên, không đợi cai ngục hỏi tội, anh đã trực tiếp báo cáo, hỏi cai ngục đem về được không, vì muốn dùng nó treo quần áo. Cai ngục không đồng ý, liền tịch thu, còn lục soát toàn thân. Morris thất vọng bỏ đi. Về đến phòng, anh gỡ đế giày lấy ra một cái chêm khác, đây gọi là thuật che mắt, lấy nó kẹp vào lưới thép, dùng lực đẩy ra, tấm lưới rung lắc, có thể gỡ ra được rồi. Nhưng chưa chị, cai ngục lại tới kiểm tra, anh phải ngụy trang trước, đầu tiên dùng lưới thông gió, lấy báo và bùn trộn lại với nước, tự chế một cái cửa thông gió giả. Dùng báo và bùn làm một cái đầu giả, tô màu, thêm tóc lên, bỏ trong mền, nhìn có vẻ rất giống một người đang ngủ. Chuẩn bị xong, anh chui qua cái lỗ, lấy đồ giả che lên, xuất phát thôi. Anh vừa đi, cai ngục liền đến, nhìn thấy anh mới sớm đã ngủ thì có chút kỳ lạ. May mà đối phương không nghĩ nhiều, Morris men theo đường ống leo lên tầng trên cùng, đến nơi cao nhất của nhà giam. Hết đường đi, chỉ có thể lên trên nữa, nhưng ở đó có một song sắt rất cao, nhảy như nào cũng không với tới. Tối nay chắc không trốn được. Bên này, cai ngục lại đi tuần về, anh ta hỏi bạn tù kế bên của Morris, sao hôm nay anh ta ngủ sớm thế? Bạn tù đáp, anh ấy bị bệnh. Đột nhiên, cây côn của cai ngục rơi xuống phát ra tiếng động, nhưng Morris vẫn nằm im. Cai ngục sinh lòng nghi ngờ, chia tay ra muốn bắt Morris, thôi xong đời. May mặt đầu người chuyển động, Morris đã về kịp. Ngày thứ hai hành động, anh dẫn theo đồng bọn cùng qua, đến được song sắt của cửa sổ trên tầng cao nhất. Morris leo bằng người bạn trèo lên, song cửa rất cứng, làm sao mở ra đây, phải dùng khoan điện. Đùa chắc, nhưng các bạn đừng xem thường Morris, IQ cao không phải để trưng chơi đâu. Hôm đó trong lễ đường, anh phát hiện một cái máy quạt bị hư, có ích đấy. Lúc thu gom đồ đạc về, anh đi thẳng lên trước, lấy luôn cái quạt bỏ vào trong túi, động tác vô cùng dứt khoát, không chút dư thừa, chẳng ai có thể phát hiện. Trước khi đi, cai ngục nói phải kiểm tra một cái túi bất kỳ. Morris liền đưa cái túi của mình ra cho đối phương kiểm tra. Cai ngục nhìn anh một đỗi, lại nhìn vào một tù nhân có vẻ rất hồi hộp, trong ánh mắt có sự né tránh. Anh ta quyết định soát túi của người này để Morris thông qua. Đây chính là khả năng chống lại áp lực của Morris, thiên tài thật sự mới có thể làm được điều này. Lần thứ ba xuất phát, anh cùng bạn tù đến chỗ song sắt, đầu tiên dùng ống nước bẻ gãy thanh sắt trên mép, rồi bò qua đó, ngồi trên song sắt, cầm lấy cái quạt, kết hợp các mũi khoan và dây điện được mua bởi các tù nhân khác, tự chế ra một máy khoan điện nhỏ, lấy đinh ra. Để làm việc này tốn rất nhiều thời gian, may mà âm thanh không lớn. Qua một khoảng thời gian, mọi thứ đã được chuẩn bị đâu vào đấy. Trước lúc xuất phát không lâu, cai ngục trưởng đến xét phòng giam, vừa hay chọn chúng Morris. Cai ngục lấy hết mền gối của anh ra ngoài, dùng máy dò kim loại kiểm tra. Cai ngục trưởng vào phòng giam, kéo cái túi lại, lỗ thông gió phía sau lộ ra. May mà Morris chuẩn bị kỹ lưỡng, làm cái lỗ giả nhìn như thật, căn bản không phát hiện ra nó có gì kỳ lạ. Ở bên ngoài, cai ngục cũng không thấy điều bất thường, bọn họ bỏ đi. Thời khắc vượt ngục chân chính đã đến. Nửa đêm, ba người cùng xuất phát. Đáng tiếc là người thứ tư vốn dĩ muốn đi theo, lại hồi hộp đến nỗi không đi đâu được. Anh ta quá sợ chết, chỉ đành nằm trên giường mà khóc. Morris và hai đồng bọn di chuyển nhanh chóng, chẳng bao lâu đến dưới song sắt, giúp đỡ nhau trèo lên trên, lên đến sân thượng, trốn đèn báo hiệu, leo xuống men vách tường, nắm lấy ống nước, nhảy xuống đất, đến bên hàng rào sắt, không màng đến gai góc bên trên, tự do ở ngay trước mắt. Bạn tù thứ tư vốn dĩ sẽ cùng trốn chạy với họ, nhưng đến khi tới song sắt cửa sổ, mọi thứ đã trễ, nhảy như nào cũng không với tới, anh ta đã tự ép mình vào đường cùng. Bên đây, cuối cùng đã đến được bờ biển, lấy phao cứu sinh tự chế ra, dùng sức thổi vào trong. Trong màn đêm tăm tối, họ trôi nổi giữa biển khơi. Trời sáng, cai ngục tới kiểm tra, phát hiện Morris vẫn đang ngủ, hơn nữa còn không có
có phản ứng, anh mở đèn lên, lấy mền ra, mới phát hiện đó chỉ là cái đầu giặc. Cai ngục hoang mang, vội thổi còi báo hiệu, trực thăng dò xét những đảo nhỏ, kiểm tra đường bờ biển, nhưng không ai tìm ra ba tên vượt ngục. Kể từ ngày đó, cũng chả ai gặp lại ba người họ nữa. Còn nhà tù Alcatraz, chưa tới một năm đã đóng cửa. Vượt ngục Alcatraz lên sóng vào 1979, so với vượt ngục đều có sự hiện diện của nó trong đó. Nó đã cho ra một nhân vật rất mạnh mẽ, để chúng ta nhìn thấy cái gì gọi là sự khôn ngoan, lâm nguy không sợ, thông minh linh hoạt, mục tiêu rõ ràng, mạnh mẽ vô cùng. Hay, quả nhiên rất hay.